Cát Tường xin chào đón quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Bạn trai ngồi ở đây rồi. Và bây giờ xin mời bạn nữ chúng ta bước vào nhé. Rồi, ghế ngồi xuống luôn. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra nha. Chào em trai. Dạ. Khoan, sửa tóc lại cho đàng hoàng coi. Em giới thiệu về bản thân mình trước nè. Em tên là Đặng Ái Quốc, 24 tuổi. Đặng Ái Quốc. Đúng rồi. Trời ơi, tên yêu nước quá. Đang sinh sống và làm việc tại Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Quê em ở Bình Định. Công việc hiện tại của em là làm nhân viên văn phòng, thiết kế website. Bình Định vô đây lâu mau rồi? Vô được 6 năm rồi. Vô 6 năm rồi. Hiện tại em đang sống với ai? Em sống với em gái của em. Làm design gì? Em làm về web, làm website. À, làm website. Em làm công việc này lâu chưa? Em làm được 2 năm. Nhà mình đông anh chị em không? Nhà chỉ có 2 người đó. Là 2 anh em thôi. Rồi ba mẹ thì còn ở ngoài quê hết. Dạ đúng rồi. Định sau này mình sẽ lập nghiệp ở đây luôn hay là mình về quê? Công việc của em là làm ở đây luôn, không quê. Làm ở đây luôn. Rồi, cảm ơn em. Em gái giới thiệu ha. Em tên gì? Em chào chị Tần Ngọc, Kim Ngọc. Em 25 tuổi. Hiện đang làm việc, sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ngọc quê ở đâu Ngọc? Dạ em ở Đồng Nai ạ. Em là nhân viên pháp lý của công ty. Công ty về gì? Về chuỗi siêu thị á chị. Ở trên này mình ở với ai? Dạ em cũng ở một mình à. Là cũng ở trọ luôn. Dạ đúng rồi. Điểm mạnh điểm yếu của Ái Quốc là gì nè? Thì em thì rành về máy tính thôi. Có vẻ hơi rụt rè, ít tiếp xúc với người ngoài, toàn ôm máy không rồi đúng không? Dạ đúng. Em chỉ có thường thì ban ngày đi làm, buổi tối thì đi tập gym. Còn nếu mà thứ bảy chủ nhật á thì em chỉ đi bơi thôi là hết ngày. Ồ, vậy nói chung là ngoài làm việc thời gian thấy toàn dành cho thể thao không thôi. Dạ. Rồi hai anh em ở chung giờ là mình ăn ngoài hay là hai anh em nấu ăn? Con em nấu, mình rửa chén. À, có rửa chén hả? Sau này về có phụ vợ làm việc nhà được không? Được, bình thường ạ. Biết nấu ăn gì không? Biết nấu mà mình nấu dở, ưu tiên người nấu dở. Nấu ngon hơn. À, mình nấu dở cái ưu tiên em mình nấu ngon hơn, cái cho nó ưu tiên nó nấu hoài luôn ha. Mình rửa chén được. À, điểm yếu của mình là gì? Thì em có điểm yếu thứ nhất á, thì tới giờ vẫn không phép phục được. Thứ nhất là em hay rụt rè, được đâm đâm á. Là thứ hai á, thì em gọi là dễ bị bối rối á. Thì với lại gặp ai cũng bối rối. Dạ. Nam nữ gì cũng bối rối. Dạ. Hay là đông hay miễn gặp người là bối rối. Người lạ là hay bị sợ. À, người lạ. Để gặp người quen thì có bối rối không? Dạ, bình thường. Gặp được mấy lần thì mới từ lạ thành quen. Nói chuyện hợp là quen được. Hy vọng nay chút xíu nữa em chị nói chuyện hợp ha. Rồi lát hợp với bên kia luôn ha. Chứ có 30 phút mà em không hợp hoài chắc chết luôn à. Dạ. Thế đi tập gym rồi gặp mấy bạn trong phòng gym có khi nào nói chuyện giao tiếp không, hay là tới cũng cứ ôm cái máy tập mình rồi đi về? Dạ, phòng của em là phòng bự á, thì đa phòng nữ trong đó là họ đi tập yoga hết rồi. Thì phòng của em là toàn nam không. Nam không à? Đúng. Rồi có để ý anh nào trong phòng gym không? Bây đều nhiều lắm mà không biết. Bây đều nhiều lắm mà không biết. Đây là phòng cũng nhiều mà không có. Phòng cũng nhiều mà không có là không có cái gì? Đây là phòng. Phòng của em cũng có nhiều BD thiệt, nhưng mà em không có để ý gì hết. Ồ, em hít thở vô nè. Hít thở sâu cho nó thoải mái tinh thần. Còn làm gì mà ổng thiệt, ổng nắm chuyện mà ổng liếu cái miệng, không dám mở miệng ra luôn. Bình tĩnh, chị có làm gì em đâu hà. Trời ơi trời. Đó, đi tập trong phòng tập gym á, là con trai rất đông đúng không? Để ý. Dạ. Em rất nhiều phải không? Mà em không quýu mà em làm gì, em ngồi gần phụ nữ mà em quýu. Coi lại giới tính này nha. Men thiệt. Men phải không? Rồi bây giờ thích phụ nữ ở đây hay thích mấy anh trong phòng tập gym? Thích phụ nữ. Ờ, thì mình hít thở thôi, hồi gặp bạn gái mà quýu vậy rồi sao mà nói chuyện. Bình tĩnh. Trời ơi, đây tập truyền cho chút miếng điện nè, đó chắc lắm nha. Tập gym đồ dữ lắm, tập vô khoe body sáu múi cho mấy anh kia anh nhìn nha. À, em gái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Ngọc? Điểm mạnh của em chắc là em kiểu thân thiện, dễ gần. Kính trên nhường dưới. Em nấu ăn cũng được. Cũng được là được ưu tiên nấu hoài á. Điểm yếu của em thì chắc là đôi lúc mà nó cũng khá là hậu đậu, vụng về. Với lại cũng hay quên nữa. Công việc của em là nó phải tập trung cao. Em làm cái gì cũng sẽ rất là tập trung. Đối với những cái mà em không tập trung là quên liền luôn. Cái đầu mình chỉ dành tâm trí cho những gì mà mình muốn. Đúng tập trung thôi, còn những chuyện xung quanh mình ít có để ý tới. Dạ, đúng không? Về tình trường thì sao cưng? Tình trường thì 25 lần bánh tét rồi, em vẫn chưa có mối tình nào. Rồi ba làm 2 lần bánh tét là tôi muốn tét luôn vậy đó. 25 cái bánh tét mà chưa có tét lần nào. Trời ơi, ủa là sao? Có ai để ý mình không? Hay mình có yêu thầm trộm nhớ ai không? Có mối tình đơn phương gì không? Thật ra là có 3 nguyên nhân chính để cho em ế tới giờ. Một á là em kiểu
bận rộn, lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn nên em ra là ế. Cái thứ hai là em dành khá nhiều thời gian để cho bản thân mình đó chị. Thích đi học khiêu vũ, rảnh hơn một chút thì cà phê với bạn bè, rảnh hơn nữa thì đi du lịch chơi cũng nhiều quá, nên ra là nó kín lịch luôn. Còn cái nguyên nhân thứ ba là em vừa bận, em vừa vui thấy quá nên năm ra là người ta nghĩ là nó có bồi rồi. Người ta thấy vậy nên ta không tấn công, em ế luôn. Bây giờ em đã quan tâm tới cái chuyện là mình đang bị ế chưa? Trước đây em cảm thấy là nó cũng không phải là vấn đề gì, nhưng mà gần đây thì em thấy là cũng nên tìm một cái người nào đó để cho mình có thể có cuộc sống vui hơn, vui hơn cuộc sống đang vui hiện tại. Vậy có nghĩa là em hy vọng khi có bạn trai thì em sẽ vui hơn. Dạ, cái rồi. Cuộc sống đang độc thân với bạn bè của mình, với những cái việc mà mình yêu thích, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi tình trường của em thì sao? Dạ em được 3 mối tình rồi. 3 mối tình đó, rụt rè vậy mà người ta cũng có 3 mối tình ghê. Hồi nãy nói nhiêu tuổi chị quên rồi. Em 24. 24 là sinh năm nhiêu? 96. Bên này sinh năm nhiêu? Em sinh 95. Trời đất, bên này ta 95, ta chưa có mối tình nào. Bên này 96 được 3 mối tình mà ổng rụt rè. Ổng không hụt rụt rè chắc 30 quá à. Rồi mối tình như thế nào? Sinh viên là một mối tình. Sinh viên mối tình. Chia tay trước khi ra trường. Xong khi mà đi làm thêm á, em có quen một người lớn tuổi hơn em. Cũng lớn tuổi hơn luôn. Lớn hơn mấy tuổi? Lớn hơn khoảng 3 tuổi. 3 tuổi. Thì thật ra là hồi đó là em chưa có công việc ổn định. Người ta lớn hơn thì gia đình họ hối, thì họ đi cưới chồng. Một mối tình nữa thì cũng mới quen, nhưng mà thật ra cũng không gọi là mối tình, mà em mới quen sơ thôi thì mình thấy không hợp á thì dừng lại luôn. Không hợp là không hợp sao? Nói chưa nghĩ tới chuyện đi lập gia đình hay như thế nào. Thì nhà em là tại vì có mình em thôi, thì em cũng muốn sống cô. Ủa cái bạn trước á, cái bạn mà lớn hơn em 3 tuổi á, là muốn kết hôn mà em không chịu kết hôn, người ta đi lấy chồng là 2 năm rồi chị. Còn cái là lúc đó em chưa muốn lấy lập gia đình. Hồi đó em chưa công việc ổn định luôn, mới ra trường luôn chị. Còn bây giờ là công việc ổn định rồi. Dạ. Em muốn lập gia đình thì cái người thứ ba đó người ta lại chưa tới nghĩ chuyện lập gia đình. Cuộc đời nó cũng éo le không. Cái khi người ta muốn thì mình không muốn, bây giờ tới lúc mình muốn người ta không muốn, ta nói cuộc đời vậy đó, tình yêu nó như là quýt bắt trò chơi vậy đó. Hy vọng ngày hôm nay đôi bên cùng muốn. Nếu như bây giờ mà em tìm được cái người hợp lý thì em nghĩ bao lâu nữa thì em sẽ tiến tới hôn nhân được? Nhà hối dữ lắm hay sao? Nhà thì không hối, nhưng mà thật ra mẹ muốn bế cháu. Tại vì mẹ lúc nào đi bế cháu hàng xóm. Nhưng mà em nghĩ là bao lâu nữa kết hôn thì nó phù hợp với em? Nếu mà có thể là được trong năm sau hoặc là sau nữa thì 2-3 năm là ok rồi. Em thì em nghĩ bao lâu nữa mình kết hôn là hợp lý? Thật ra thì bản thân em không có quan trọng về thời gian. Chủ yếu là đúng người đúng thời điểm thôi chị. Em có ngại quen người nhỏ tuổi hơn mình không? Em thì không ngại người nhỏ tuổi hơn, em chỉ quan trọng là người đó có chín chắn trưởng thành hay không. Mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Thực ra em cũng không có cái mẫu lý tưởng, nhưng mà có một số cái đặc điểm mà em thích là người đó chân thành, chín chắn, chủ động, biết yêu thương những người xung quanh và yêu thương em. Có điều gì em không thích ở người đàn ông? Tính toán và thô lỗ là em không thích. Thế còn em? Em mong muốn tìm một cái người bạn gái, một người vợ tương lai mình là như thế nào? Em thích một mẫu người hiền lành, thì yêu thương gia đình, lễ phép tí. Mà xin được là chuyện mình cũng muốn rồi ha. Em nói em nghe gì không? Em nghe yêu thương gia đình. Yêu thương gia đình hả? Mình được có câu đầu cũng lớn mới còn xong. Rung. Có gì đâu rung, ai làm gì đâu rung. Em cũng thích kiểu người hoạt động thể thao hơn. Thì tại vì em cũng thích thể thao. Đi bơi càng tốt à. Thì về rủ người ta đi bơi, tao có động lực. Phụ nữ thường hay mệt biến, nhưng mà có người rủ đi thì đi, đúng không em? Dạ đúng. Hiện tại em có thể thao gì không? Cái này không biết là gọi là thể thao hay không. Em thì đang học khiêu vũ. Đi khiêu vũ không? Thế em chở bạn đi bơi, đi bơi xong ra sạch sẽ tắm rửa là hai đứa chở nhau đi khiêu vũ. Có thể làm khán giả được, không nhảy được. Chắc chắn không nhảy được luôn. Sao chắc chắn không nhảy được? Em nhé. Trời ơi, ông làm được gì mà ông quýu quýu ngộn, bẻ tay bẻ chân, hộ lội tay lội chân luôn bây giờ. Có yêu cầu về ngoại hình cao thấp mập ốm gì không? Nữ thì tầm trên 1m55 là ok rồi. Thực ra em rất thích chị Thủy Tiên luôn á. Ngày xưa thích chị đó, coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Giờ hết thích chị rồi hả? Giờ chị cũng có thích chị Thủy Tiên rồi. Nó thích tôi, giờ hết thích rồi, khổ ghê vậy đó. Có hình ảnh gì không cho chị coi hình ảnh của mấy bạn nữa coi. Ôi trời đất ơi, vậy sao tìm ra? Em đang mắt kiến chị. Mỗi tấm ảnh đều có hai cô mắt kiến, hai trong hai lựa một, dễ ẹt. Đâu, hình em đâu? Em chưa chụp. Đó, ba chàng trai ở chổng á. Kiếm đi một chàng trai rồi kiếm ra cổ đi. Cổ đeo mắt kiến đó. Cổ đó là cô nào? Thường chụp này em nghĩ đứng ở trung tâm là chính. Đứng ở trung tâm là chính. Sao tự nhiên cái cổ rồi có thấy mặt cổ đâu? Rồi coi tấm kia coi cổ đâu. Dạ. Cô nào? Coi cho kỹ nha. Cô nào chỉ vô. Đây là chúng sắp. Rồi để Uyên nữa nha. Đưa qua đây coi coi. Mở cửa ra trái tim ra coi đúng không? Anh nào? Chắc đây quá. Anh này. Rồi để đó đi. 1, 2, 3.
Action. Rồi. Mô Phật. Mình tôi món quà gửi bạn. Thì đây là mình không biết cho tặng gì đó, thì tặng bánh kem thì sô cô la giống như vị ngọt của buổi trưa hôm nay nha. Không nghe được gì luôn. Ok, cảm ơn ạ. Mình cũng có món quà. Mình cảm ơn. Đây là quyển sách mà mình rất là thích, đọc đi đọc lại rất là nhiều lần rồi. Coi coi sách thử gì. Mình có thích đọc. Em nghĩ để về mở thế này. Trời ơi. Rồi bây giờ hình chọn đúng không? Nhìn kỹ là coi đúng không? Còn bên kia đúng không? Dạ không chị ơi. Rất quớ. Em chọn đúng. Em chọn đúng hả? Em nghĩ là đúng. Đúng. Đúng không? Đúng, đúng. Tại vì ở đầu chọn cô chính giữa sai sai rồi, lần sau chọn mới đúng. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra như thế nào? Rất xinh đẹp. Rất xinh đẹp. Dạ. Là giờ mình sẽ thoải mái hơn hay là mình sẽ quýu hơn? Em nghĩ là quýu. Quýu hơn đó hả? Cảm nhận đầu tiên của em khi cánh cửa trái tim này mở ra như thế nào? Em thấy bạn dễ thương. Dễ thương, có vẻ hơi rụt rè. Chị nhìn khách quan thì chị thấy là em là tự tin hơn. Thường phụ nữ thì sẽ là thoải mái, tự tin và nói chuyện nó gãy gọn, nhẹ nhàng hơn. Em là phải cố gắng bình tĩnh, là hít thở sâu vô một hồi tôi đi ra ngoài, còn có hai người ngồi đây là quýu luôn. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn ăn một bữa ăn trưa nè. Em phải là chủ động nha. Chị Tường đi ra ngoài ít phút chị Tường quay lại. Chứ mình ngồi mình im với mình quýu không là thua luôn á nha. Chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng My Modern nha. Đây là một trong những món signature đặc trưng của nhà hàng My Modern. Đây là món ức vịt đúc lò sốt cam quế. Ức vịt này được tẩm ướp nè, rồi đúc lò trong khoảng 10 phút luôn. Khi ăn chung với sốt cam quế với khoai lang nướng thì rất là ngon. Vừa ăn vừa trò chuyện nha. Được không? Được. Được phải không? Trời ơi, ông cũng ba mối tình rồi mà ông làm gì ông quýu dữ vậy. Tường xin mời hai bạn ngon miệng nha. Bây giờ bạn đang làm ở đâu nhỉ? Hồi nãy mình thấy bạn ở Gò Vấp á. Ủa, mình làm Gò Vấp. Ở ngay chỗ vòng xoay Phạm Văn Đồng, ngay công viên Gia Định. Nhà có bao nhiêu anh chị em? Nhà mình có hai người. Một em gái mới ra trường đang đi làm. Ủa nhưng mà bạn làm ở đâu nhỉ? Mình làm ở quận 2. Quận 2, ở trọ ở đó luôn hả? Không, mình ở Thủ Đức. Thủ Đức là gần? Gần Gò Vấp luôn. Đúng rồi, gần Gò Vấp luôn. Chỉ còn qua cầu Bình Lợi là tới. Thường cuối tuần bạn đi làm gì? Cuối tuần thì đi hẹn hò cà phê nè, đi du lịch. Tuần nào thì việc nhiều quá thì lên công ty. Cũng muốn đi bơi cùng mình không? Cũng muốn đi bơi cùng mình không? À, đi bơi hả? Ừ, mình cũng thích đi bơi lắm nhưng mà cũng chưa có dịp á. Lúc trước còn học đại học á thì nó có cái môn bơi. Nhưng mà kiểu cũng ráng bơi qua môn thôi. Đi mình sẽ chỉ cho bạn. Một tuần bạn đi bơi mấy lần? Thường ngày xưa thì đi thứ bảy chủ nhật hết. Nhưng mà hiện tại có đi tham gia câu lạc bộ tiếng Anh á, nên là chỉ bơi nào thứ bảy thôi. Bạn sẽ rảnh vào thứ mấy? Đi tập gym á thì buổi tối đều rảnh hết, thứ bảy chủ nhật thì cũng là rảnh luôn á. Thì chỉ có đi bơi một tiếng đồng hồ thôi, đa phần ở nhà á. Thời gian rảnh thì ngoài đi bơi ra thì bạn làm gì? Coi phim hoạt hình mà. À vậy hả? Dễ thương hết. Thật ra mình cũng thích coi phim hoạt hình. Cái này cũng ngon nhờ. Mắc vị luôn, mắc vị luôn. Thật ra là chuẩn bị nhiều câu hỏi lắm mà lên đây run quá không nhớ gì luôn. Giờ không biết nói gì luôn. Bình thường bạn có thích đi du lịch không? Mình thích đi du lịch nhưng mà công việc của mình không đi xa được. Tại vì đa phần là chăm sóc khách hàng thì mình phải ở tại công ty hết. Nhưng mà rất là muốn đi. Mình phải lỡ cái đợi nhịp nữa. Thôi, mình thấy không ngon. Nếu mà quen nhau á thì bao lâu mình có thể kết hôn theo bạn nghĩ? Ừ thì hồi nãy mình cũng có chia sẻ đó, là thực ra là mình cũng không quan trọng về thời gian. Chủ yếu là cảm thấy đúng người, đúng thời điểm thôi. Hơi chung quá. Ừ, thì chuyện tình cảm mà đâu có tính toán trước kỹ quá được. Thường sẽ lên kế hoạch trong vào bao nhiêu năm thì mình mới biết, để người đối phương họ cũng biết. Thực ra thì có người yêu rồi, cảm thấy đó phù hợp rồi thì mới tính đến chuyện bao lâu thì được, đúng không? Chưa gì hết mà, tính trước cũng đâu có được. Trời ơi, tôi chán ông dễ sợ luôn á. Tôi hỏi ông được, lo cho người ta được không, ông nói được. Ông cũng không thèm mời người ta ăn, ông cũng không thèm ngồi ăn. Ông ngồi ông quíu tay, quíu chân không à. Mà có thích không? Có thì mình phải thể hiện sao cho người ta thấy mình thích chứ. Mình ngồi mình im lu rồi rồi hết giờ cái người ta không bấm nút cái đi về mình không. Đó không có là một lý do vì ế nhiều. Nó cũng ba mối tình rồi vậy chứ hồi trước đi chơi bạn gái rồi sao? Rồi bạn gái nói không hả, ngồi im lu không hả?
lúc đó hết run rồi nhỉ. À lúc đó hết run. Bây giờ thí dụ như gặp Ngọc bao nhiêu lần nữa mới hết run? Đưa đón 2-3 lần thì nó quen rồi. Phải đưa đón 2-3 lần. Nhưng mà giờ làm sao có đưa đón được lần thứ nhất? Hết lần thứ nhất mình mới có lần thứ hai, lần thứ ba, đúng không? Chứ giờ mình cứ quýu vậy không mà làm sao có cơ hội nào mà tới lần thứ nhất. Hít thở. Quan điểm của em như thế nào về khác biệt giữa người yêu và vợ? Khác thì cũng khác đâu chị. Khi đã yêu nhau rồi thì mình đã tin tưởng nhau và mình sẽ có sự vị tha, thì khi đó tình yêu nó lâu dài được. Thì khi nào cưới nhau nó cũng vậy thôi. Thì đó là gọi là không gian xích phát từ tình yêu. Có nghĩa là ngay khi lấy vợ cũng vậy, là phải có tình yêu thì mới lấy, đúng không? Dạ. Nói cũng hay lắm mà. Không mà bởi vì này phải có chị Tường bơm vô. Vậy 1-2 lần đầu đi hẹn hò chủ chị Tường đi theo ha. Được không? Cà phê 3 đứa được không? Chắc được. Chắc được. Trời ơi trời. Còn Ngọc thì nghĩ như thế nào? Quan điểm của em về tình yêu như thế nào? Em thì em cũng chưa có kinh nghiệm, nhưng mà đối với em thì tình yêu nó sẽ làm cho cuộc sống mình trở nên tốt đẹp hơn. Em nghĩ vậy. Có sự khác biệt nào giữa cái người yêu mình với là người chồng của mình không? Theo em thấy á, là bạn bè của em rồi những cái người mà xung quanh em thì thường là sau khi mà người ta có gia đình rồi, người ta sẽ tự động trở thành người chín chắn, trưởng thành, lo cho gia đình. Với lại em cũng không thấy là cái trước và cái sau nó mâu thuẫn gì. Nó có thể là một. Đó là những cái suy nghĩ của các bạn trẻ. Thôi mình cứ lắng nghe. Và những cái suy nghĩ của tụi em nó sẽ thay đổi theo thời gian. Giống như em nói, không ai sinh ra trưởng thành cả. Có những người may mắn là những cái gì họ suy nghĩ từ lúc họ còn trẻ cho đến lúc sau này họ va chạm vào cuộc sống, thì những điều đó nó diễn ra rất là êm xuôi. Giống như những gì họ nghĩ thì cuộc đời rất là bằng phẳng, rất là bình yên. Tuy nhiên cũng có những đôi lúc có những cái sự việc mà nó không bao giờ giống như mình suy nghĩ. Thì lúc đó các bạn mới trải nghiệm, và lúc đó mình sẽ cảm thấy mình nó chín chắn hơn. Và mình thấy wow, cuộc sống nó đầy đủ những cái cung bậc cảm xúc, đầy đủ những cái màu sắc. Rồi cái gì khóc? Không. Sao khóc? Không biết. Dễ bị xúc động. Ủa tôi nãy giờ nói vụ gì xúc động? Không muốn. Anh nói gì mà xúc động mà tôi nó để ý đâu, nhìn bên đây không, tự nhiên quay qua đây thấy rung rướm rồi. Xưa giờ có bao giờ khóc trước người phụ nữ nào chưa? Phụ nữ chưa. Khóc thôi. Đi coi phim khóc. À đi coi phim khóc. Chàng trai rất là dễ thương nha quý vị. Tôi ghẹo tôi chọc vậy thôi chứ tôi thấy đáng yêu lắm luôn á. Mỗi bạn bóc một là lá bài nhé, lá thăm nhé. Trong đây là những yêu cầu của chương trình, một cái game nhỏ nhỏ cho các bạn thoải mái hơn, tìm hiểu nhau được nhiều hơn. Mời em bóc một lá, đọc lớn lên, không có khóc nha. Có chơi có chịu, có liệu mà chơi à. Đọc lớn lên. Bạn trai thể hiện sự quan tâm của bạn gái bằng cách gọi điện, nhắn tin thường xuyên, nhưng bạn gái chỉ trả lời em đang bận, anh đừng làm phiền em. Bạn trai sẽ làm gì trong tình huống trên? Ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm bạn gái mà bạn gái chỉ trả lời em đang bận, anh đừng làm phiền, thì lúc đó em sẽ làm gì? Cái này khó. Em háo hức, em ăn sáng chưa, hôm nay em làm gì không, uống thuốc bổ chưa, vân vân. Cái bên kia trả lời em đang bận. Này dễ tụt cảm xúc. Dễ tụt cảm xúc, đúng rồi. Một người mà dễ có dân trào cảm xúc như em mà nói vậy là bị tụt cảm xúc liền. Thì lúc đó em sẽ phản ứng như thế nào? Em có nói gì lại, em có nhắn lại gì với bạn gái không? Thường cái này thì em sẽ tới nhà luôn. Tới nhà luôn? Tại mình biết nhà rồi mà, thì mình sẽ tới luôn. Tại vì thay vì người ta sẽ bận thì mình sẽ không biết như thế nào thì mình tới luôn. Mục đích tới để làm gì? Tới hẹn ra tại sao như vậy, như vậy bên hỏi tại sao. Tới xác nhận có phải đúng bận không, hay là muốn né tránh mình cái gì, đúng không? Yeah. Hay là mình đang làm sai cái chuyện gì, đúng không? Yeah. Rất bản lĩnh. Tôi tưởng đâu nhắn tin là anh sẽ nhắn em sao, hay là em bận cái gì. Tới thẳng nhà luôn. Em thấy cách xử lý ổn không? Chắc là nó cũng tùy trường hợp á chị. Ví dụ tại vì em cũng là một người cũng khá là bận rộn á. Ví dụ như trong trường hợp mà em bận thì em cũng không có nhắn thẳng thừng như vậy. Nhưng mà em nói là em sẽ trả lời anh sau vì em cũng đang bận. Nhưng mà thường á là lúc đó em bận thì cũng chưa chắc là em sẽ ở nhà, nên qua thì cũng chưa chắc sẽ gặp được. Nhưng mà dù sao thì bạn cũng chủ động. Em thấy em thích kiểu tiếp người chủ động á. Thà biết cho rõ nguyên nhân để biết để cách giải quyết, đúng không? Cũng có nhiều người phụ nữ, cũng có nhiều con gái vậy nè. Em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại. Nhiều khi cũng muốn thử lòng bạn trai, thử coi bạn trai có thật sự là giống như chị vậy đó. Nhiều khi chị không có bận gì hết trơn á, nhưng mà tự nhiên cảm thấy trong người không có vui. Sáng nó thức thường thức dậy thấy trong người nó một luồng gió độc nó thổi qua, thấy trong người nó không thoải mái. Cái bạn trai quan tâm hỏi là em ăn sáng chưa, hôm nay em có đi làm gì không, bận rồi. Thí dụ kiểu dạng vậy. Phụ nữ mà đã không ưa mà càng kiếm người ta, ta càng ghét. Cho nên cái này nó đòi hỏi có một cái sự nhạy cảm nữa. Mình phải biết cái chừng mực nó ở như thế nào. Rồi mời em, mời Ngọc bóc một lá thăm. Đọc lớn lên cho chị coi. Bạn và bạn gái thỏa thuận công khai thu nhập của nhau. Thế nhưng một ngày nọ, bạn phát hiện bạn trai giấu một khoản tiền riêng
bạn sẽ làm gì lúc đó? Coi như hai đứa yêu nhau hoặc là có thể cũng sắp cưới rồi đó, thường sắp cưới mới là công khai mấy cái chuyện tiền bạc, hoặc là quen nhau thời gian là hiểu hết, tiền em làm nhiêu anh làm nhiêu đó, công khai nhau hết, hiểu tình huống đó chưa? Rồi đùng một ngày là bạn gái em phát hiện ra là em có giấu một khoản, những cái khoản tiền riêng, lúc đó em xử lý như thế nào? Mỗi người cũng phải cần có những cái khoản riêng, ví dụ như là gặp bạn bè, đi du lịch, chuyện gia đình. Đương nhiên, ví dụ như công việc tiền của ai nấy xài, ai cũng có cuộc sống riêng, đó là ok, đó là đương nhiên. Thậm chí có thể là bạn chưa lấy nhau, cái này là bạn trai bạn gái thôi, em đâu có xài tiền của ảnh đâu. Ảnh đâu xài tiền của em đâu, cái này là mình giống như mình yêu nhau thì mình chia sẻ với nhau, giống như em làm chỗ lương tháng, như quen lâu là phải biết, em làm đó là 10 triệu một tháng, còn anh là sao, bên đây lương anh làm là 20 triệu một tháng hay 15 triệu một tháng, thì là mình thỏa thuận với nhau như vậy. Tự nhiên đùng một cái em biết là bạn này có một cái nguồn tiền hoặc là một cái thu nhập khác mà giấu em, thì ý là cái cảm xúc, cái suy nghĩ của em là về cái chuyện đó là như thế nào, cụ thể là em làm gì thôi? Thì em hỏi han xem là anh đang có được kinh doanh gì hay sao, có gì kể cho em nghe hay không. Thật ra thì tại vì em không nghĩ đó là một cái vấn đề, chỉ là một câu chuyện để nói chuyện với nhau thôi. Chị chúc mừng em, cô bé ấy còn rất là trong sáng, cô ấy chưa có va chạm, chưa có tình yêu, bởi vậy mọi thứ cái gì cũng đơn giản. Nhưng mà đến lúc mà lấy nhau rồi á, vợ chồng con cái hoặc là cơm áo gạo tiền hoặc có những cái chung, thì chắc chắn em sẽ không có nghĩ mọi thứ nó đơn giản gì nữa, tại vì mọi thứ nó đều rất là quan trọng. Em nghĩ sao về cái trường hợp câu hỏi của chương trình đưa ra? Đối với em thì chắc chắn là phụ nữ là giữ tiền rồi. Còn quỷ đen thì chắc chắn hơi khó, tại vì những cái khó đó là không cái này đâu, nói thiệt là tại vì cái ví dụ như những ngày lễ á, thế nào mình tự động mình lấy tiền của bạn xong mình đi mua tiền quà tặng lại bạn được, thì mình sẽ tự chủ động, thế là gọi là bất ngờ. Nhưng mà theo em thì là khi mà yêu nhau thì mình có cần công khai tài chính với nhau không, hay là đến lúc vợ chồng thì mình mới là giao tài chính cho người vợ của mình giữ? Em nghĩ là đến lúc cưới thì ok hơn, tại vì thực ra cái gì mình phải có một cái gọi là riêng tư với nhau. Đúng rồi. Ok, hôm nay Quốc đi là có một người chị đi theo nữa ha, người bạn hả, bạn hay chị hay em? Chị làm công ty cũ với lại cũng là người ở gần ngay nhà em luôn, ngay trọ luôn. Rồi, mời chị vào trong này để trò chuyện cùng với Quốc với Ngọc ạ. Em chào chị Tường, chào Ngọc và chào quý vị khán giả. Rồi. Em là chị Quốc. Thì nãy giờ em có theo dõi cuộc trò chuyện với hai bạn, thì em thấy Ngọc khá tự tin. Quốc của em là một người rất là nhút nhát, rụt rè. Cho nên là em nghĩ nếu mà hai đứa có cơ hội đến với nhau á, thì chị nghĩ là em có thể dung hòa được lại cho Quốc, có thể mạnh mẽ, bạo dạn hơn. Từ xưa giờ là Quốc vậy đó hả? Có dạ đúng rồi, từ xưa giờ như vậy chị, đặc biệt là Quốc đi làm cũng vậy luôn, bạn bè cũng vậy luôn. Thì trong công việc của Quốc, chị đa số là tiếp xúc với nam. Lúc trước thì bạn rụt rè hơn nữa. Trời. Nhưng đó, mà qua một số chuyện trục trặc hoặc là gặp trắc trở thì tính cách của bạn cởi mở hơn, giao tiếp vui vẻ, hòa đồng hơn lúc trước nhiều rồi. Mà hôm nay em thấy Ngọc với Quốc thì em nhận xét cặp đôi này như thế nào? Về cái mẫu hình lý tưởng của Ngọc á, thì chị thấy là Quốc của chị đáp ứng khoảng 70%, chỉ có cái là em cần một người vui vẻ, hòa đồng á, thì Quốc của chị thiếu cái đó. Thiếu cái đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chị nghĩ nếu mà em có thể chấp nhận thì em có thể cùng Quốc lôi kéo Quốc thoát ra khỏi cái vỏ bọc đó. Rồi, một câu nói ngày hôm nay dành cho Quốc để thêm cho khích lệ Quốc thêm tinh thần nè, chứ nãy giờ thấy cũng béo lắm á. Dạ đúng. Bình thường Quốc rất là dễ xúc động, chị có một chuyện gì xảy ra là hoặc là có dịp gì quan trọng là bạn ấy sẽ suy nghĩ, hoặc là giống như hôm nay nè chị, bạn ấy chuẩn bị tinh thần rất là nhiều và thức nguyên đêm không ngủ được luôn. Đó là những điều cũng rất là đáng trân trọng. Cố lên Quốc ơi. Cố lên Quốc ơi. Rồi, chị Tường cảm ơn em nhiều nha. Để mình xem tiếp tục câu chuyện của hai bạn ngày hôm nay như thế nào. Hồi nãy giờ chị cũng thấy em là một người sống rất là tình cảm, rất là nội tâm. Mà bạn của em, chị của em cũng nói như vậy. Bình thường em có hay xúc động vậy á hả? Dạ. Nói chung là thích coi phim tình cảm thôi mà khóc. Sống mình từ nhỏ lớn êm xuôi bệ bình lặng, hay là gia đình cùng mình có sóng gió gì trong cuộc đời mình không? Cũng có, là thời xin đi đại học. Gia đình em thì muốn em thì đi theo ngành công an. Còn em thì chỉ thích đi liên quan tới máy tính thôi. Thì em mới đi học, đăng ký hồ sơ đi học IT. Nhưng mà gia đình thì buộc. Thì lúc em đi học xong ra trường, lúc có công việc ổn định rồi á, thì gia đình mới chấp nhận thôi. Lúc ngày xưa là không chịu. Cái đó là riêng, nhưng mà cũng nhiều thứ nó xảy ra đó. Thì bạn em có nói là hồi xưa em còn nhát hơn bây giờ, rồi trải qua mấy cái biến cố, rồi bây giờ em đỡ, em được 50% rồi, thì những cái biến cố đó là những biến cố gì? Chủ yếu là qua mối tình thôi. Ngày xưa hay bị
thuyết trình không được, rớt mua lại thì phải chuồn. Thấy chưa, chị nói mà, tại khi mình cứ mình không có tự tin, mình không trao đổi được thì nó, em công nhận là nó mất rất nhiều cơ hội trong cuộc sống của mình, đúng không? Trong công việc cũng như trong tình yêu luôn, đặc biệt là công việc cũng sẽ mất cái cơ hội, đúng không? Rồi, tạo cơ hội một lần nữa nè. Bây giờ mời hai bạn dành nhau 30 giây nắm tay qua cánh cửa trái tim này coi. Tôi cho một cơ hội để mà có một cái sự va chạm nhẹ nhẹ, để xem có luồng điện nào nó chạy qua, nó có cảm xúc gì không. Mời hai em bẻ bẻ một hồi loại tay bây giờ, chủ động lên. 30 giây nhìn thẳng vào nhau để một chút xíu nói cảm xúc. Rồi nói đi, cảm nhận em như thế nào? Tại giờ phút này em thấy như sao? Tay bạn lắm. Thả tay đi. À, rồi thả tay rồi nhìn bạn ấy nói đi. Thì thật ra là hôm nay là bữa gặp chỉ có một thời gian ngắn thôi. Thì cảm xúc ban đầu thì bạn xinh đẹp. Nói với cô á, nói gọi bạn đi ha. Bạn xinh đẹp, rất là mạnh dạn. Thì những cái khuyết điểm của em á thì bạn đều có hết. Thì mình mong là chúng ta sẽ có tạo nhau một cơ hội gặp gỡ đi để hiểu nhau nhiều hơn. Rồi, Ngọc có cảm xúc gì, có suy nghĩ gì không, chia sẻ? Em thấy bạn cũng rất là dễ thương. Đây giống như là một cái duyên thôi. Đây cũng là một cái cơ hội để có một cái chuyện tình. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường ha. Nếu đồng ý hẹn hò, bấm thật mạnh. Nếu không đồng ý, có quyền lấy tay ra. Đó là quyền của các em. Rồi, mời các bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Nói chuyện thì rụt rè thôi, phải không? Lúc là bình thường quéo chứ còn bấm lẹ lắm, không có quéo. Rồi, cảm ơn hai bạn. Ở đây heo Quốc, Quốc qua đây đứng luôn. Gì khóc nữa? Trời đất ơi, bấm nút cũng khóc nữa. Rồi, nắm tay nhau nè. Sao? Cảm nhận như thế nào? Giây phút thiêng liêng mà hai mà bấm nút mà sáng lên hết thì em thấy sao? Sao rung rướm nữa, nói nghe coi. Mừng. Dạ. Mừng cũng khóc. Rồi mai mốt buồn còn khóc dữ nữa. Bạn này chị nghĩ rằng mặc dù ít nói nhưng mà là một người đàn ông dám nghĩ dám làm, và cũng có thể là một bờ vai vững chắc cả nghĩa đen lẫn lễ bóng nghĩa bóng luôn, để cho Ngọc có thể dựa vào. Nếu có tin vui gì thì báo tin cho chương trình nha. Em hay quên lắm chị. Chính vì vậy nên thường thường á, có một số việc mà quan trọng á, là em hay ghi vô cuốn sổ hoặc là đặt cài hẹn lịch. Nhược điểm của em nữa là hay nói thẳng, em nghĩ gì em sẽ nói đó. Xin chào em trai, Ý đang nói chuyện với ai không? Dạ, chị Cát Tường ạ. Điều bây giờ em đang mong muốn nhất là gì? Dạ, điều mong muốn nhất bây giờ là em muốn được nhìn thấy bạn gái bên kia. Chưa đâu, bây giờ chị Tường sẽ mời bạn gái ra trước. Mình trò chuyện một chút xíu rồi mình mới bắt đầu mới nhìn thấy được nha. Dạ. Đợi nha. Ba bước nữa là tới ghế rồi. Rồi, chúng ta ngồi vào ghế nha. Rồi, đã ổn định vị trí chỗ ngồi, các bạn có thể mở mặt nạ ra nè. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ giới thiệu, nói lớn lên để cho người bạn bên kia có thể nghe rõ nha. Mời bạn trai. Xin chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia. Em là Lưu Văn Toán. Em đến từ một vùng núi của Tây Nguyên, nơi có rất nhiều cà phê. Đó là tỉnh Đắk Nông. Em sinh năm 1990. Nghề nghiệp của em là nhân viên lái xe cho công ty dịch vụ du lịch. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Mình tên Đỗ Thiên Hương, quê của mình ở Phú Yên, nơi mà có nói chung là rất là nhiều cảnh đẹp. Tường chưa được tới Phú Yên lần nào, nghe nói cũng rất là đẹp mà chưa đi. Em vào trong này lâu chưa? Dạ, em vào cũng khoảng 6 năm rồi chị. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm công việc là kiểm hàng chị, ở bên quận Bình Tân. Năm nay em 25 tuổi chị. Thế bạn trai làm công việc là tài xế lái xe, thì đây là một công việc mà nhiều bạn gái cũng không có thích lắm. Thì bản thân em thì em nghĩ gì về cái công việc này? Em không có kỹ bất cứ công việc gì hết chị. Nên bạn đối diện có công việc gì thì em cũng không có ai. Anh luôn là con người thôi, dạ, không phải là do công việc, đúng không? Đúng rồi. Mà người ta nói là tài xế đi đâu rồi có bạn gái đó, có không em? Dạ, cái đó là từ xa xưa. Nhà mấy anh tài xế mà đường dài thì cũng có, không phải ai cũng như vậy. Em là đường ngắn hay đường dài? Dạ em chỉ đường ngắn trong khu vực nội thành. Chạy vòng vòng trong chỗ làm, khu vực mình làm việc thôi, đúng không? Rồi, thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á, tính nói chung là em biết nấu ăn, biết quan tâm người khác, với lại dễ nói chuyện, dễ răng. Khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em á, là em hay quên lắm chị. Nếu mà bạn có một bạn nào đó rủ em á, đi chơi á,
thì có thể tới ngày hôm đó là em không thể nào nhớ được, là coi như mình không lưu du lịch, mình không ghi chú. Chính vì vậy nên thường thường á, có một số việc mà quan trọng á, là em hay ghi vô cuốn sổ hoặc là đặt cài hẹn lịch. Đúng rồi. Nhược điểm của em nữa là hay nói thẳng, em nghĩ gì em sẽ nói đó. Khi cái sự thẳng thắn của mình quá, những người ta không hiểu mình sẽ mất đi rất là nhiều cái cơ hội trong cuộc sống. Cho nên nếu được thì mình cũng nên kềm hãm lại một chút xíu em nha. À, thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em vui vẻ và hài hước, em biết nấu ăn và chia sẻ những công việc gia đình mà bạn nữ không thể làm. Tình trường của mình thì sao? Cách đây hơn 2 năm thì em có một mối tình, trong khoảng 1 năm là bọn em chia tay. Bạn ấy còn nhớ được, vẫn nhớ một người yêu cũ từ hồi còn đi học cấp 3 chị. Điều này thật là khó chấp nhận. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa chị. Chưa? Chưa có mối tình nào hết hả? Ủa thế từ hồi đi học tới giờ luôn mình cũng không có quen ai? Dạ không chị. Mình có để ý ai hay là có ai để ý mình không? Người để ý thì có, nhưng mà giống như em gặp thì em nói chuyện với bạn đó là nói chung là không có cảm tình, rồi cũng không có tình cảm á. Nói chuyện với mấy bạn trai thì hình như em hơi ngại á chị. Ngại cái gì? Em cũng không biết là em ngại gì, tự nhiên gặp cái xong rồi cái em nói, nhiều khi em nói không được luôn. Mà em có thích trai không? Dạ có. Có không? Dạ có. Thì em có thích bạn gái không? Không. Em cũng không biết. Lúc đi học thì cứ lo học vậy đó chị. Xong rồi khi mà ra trường á thì em cứ suy nghĩ là lo tìm được công việc ổn định đã, rồi sau đó thì mới kiếm được người khác vậy. Bây giờ em có muốn chưa? Bây giờ thật sự em có muốn có bạn trai không? Dạ có. Mẫu người bạn trai lý tưởng của em muốn tìm là người như thế nào? Mẫu người bạn trai lý tưởng của em là phải cao hơn em. Cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m73. Người ta hỏi bên đây cao bao nhiêu? Cao trên 1m6 chị. Trên 1m6, là đây 1m7 chuẩn rồi đó. Không bị hói đầu, không có râu. Bạn đó là phải chung thủy, chân thật, có trách nhiệm với gia đình. Có trách nhiệm gia đình, gì nữa? Không nhậu nhẹt. Nói chung là không vũ phu á chị. Có vũ phu không em? Dạ không ạ. Em rất thương bạn gái. Đừng đánh bạn gái dù chỉ là một cành hoa hồng. Có đánh thì đánh bằng cái chỗ trà nha. Với lại em thích bạn trai là bạn có thể hát. Biết hát không? Dạ em hay hát nhưng mà hát không hay với không thuộc lời. Bây giờ cổ nói biết là cổ chỉ thích bạn rồi. Trai biết hát là được. Bây giờ phải hát cho cổ nghe một đoạn liền. Dạ biết hát. Rồi xin mời em. Anh muốn nói với cả thế giới rằng anh đã yêu yêu em mất rồi. Anh muốn nói với cả thế giới rằng trong trái tim anh yêu mình em. Tình yêu anh trao đến em sẽ không còn một ai thay thế. Trái tim anh đã thuộc về em. Được á. Chị thấy nghe được là có nghĩa là hay rồi đó. Đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa ý chưa? Dạ vừa ý rồi. Rồi chị. Giờ em, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ em muốn tìm một người bạn gái là hiền lành, dễ thương một chút xíu, không ăn chơi, không đua đòi, không nhuộm tóc, không sơn móng tay loè loẹ, không xăm hình. Ăn dông này gia trưởng rồi. Thời buổi thời đại 4.0 mà cô gái không nhuộm tóc, không ăn chơi loè loẹt, không sơn móng tay. Trời ơi. Chắc tôi là cái gì rồi, tôi là quỷ hay là người quá. Dạ không vậy. Tìm đi, cổ là ai trong những cô gái này? Đoán trúng có thưởng, đoán sai bị phạt. Hãy cho ảnh ba cái gợi ý. Tính em rất là hiền, thích đi du lịch. Hai, cho mày chết nha cưng. Cái thứ ba cưng. Em thích xem phim. Đó, thích đi du lịch, thích xem phim. Cô nào trong ba cô này? Bạn này ạ. Bạn đó phải không? Rồi, cầm đi, rồi tôi mở cửa ra rồi dòm nha. Xin mời quý vị, từ thời khắc quan trọng chúng ta sẽ mở cửa trái tim để cho đôi uyên ương này gặp nhau, xem cái cảm nhận của họ lần đầu tiên khi mà trò chuyện với nhau có nhận ra nhau hay không. 1, 2, 3, cầm hình lên đi cưng, cầm hình lên để dò đi cưng. Cho chị Tường biết kết quả nha. Kết quả sổ số chiều nay. Chào. Đó. Em chào anh. Sai rồi chị ạ. Sai rồi chị ạ. Sai rồi giờ phạt gì đây? Em muốn anh phạt ảnh cái gì em nói đi. Hít đất thục dầu, kể chuyện vui, ho. Em muốn anh làm gì? Kể chuyện vui đi chị. Kể chuyện vui, kể. À, nãy em nói em vui vẻ. 1, 2, 3, bắt đầu. Hết thời gian, đứng lên đây thục dầu cho tôi 10 cái, nhanh lẹ. Đây không có chỗ, có chỗ bắt hít đất rồi. Đi thục dầu hồi nhỏ có đi học không? Dạ không. Có khi nào bị phạt, bị giáo viên bắt thục dầu chưa? Dạ chưa. Chưa, bây giờ cô giáo Tường bắt thục dầu. Hai tay chéo qua nắm hai cái lỗ tai, đứng lên ngồi xuống 10 cái. 10 cái ạ. Đúng rồi.
Bắt đầu, đếm đi em được phạt mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qua cái chương trình bà muốn hẹn hò phiên bản hẹn ăn trưa, tôi xin đổi phương pháp hít đất qua thục dầu nha quý vị. Trên tay Tường sẽ có một cái sắp bài như thế này ha. Trong này là những cái yêu cầu. Các bạn có sẵn sàng chơi một trò chơi với nhau? Chúng ta sẽ bốc thăm ai mà trúng cái yêu cầu gì trong này sẽ thực hiện cái yêu cầu ở trong đó. Em gái trước đi, bạn trai đang thở, có vẻ hơi mệt sau 10 cái thục dầu, tướng có vẻ hơi ốm. Đọc lên đi em. Bạn hãy hôn tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? Mới thục dầu xong có thưởng liền luôn. Hôn hay hửa vậy? Cảm nhận như thế nào? Em cũng không biết nữa chị. Hồi đó giờ có hôn tay ai chưa? Dạ chưa chị. Có lẽ bạn ấy chưa yêu ai bao giờ nên bạn ấy thôi. Bốc thăm đi em. Điều điên nhất em từng làm là gì? Em thấy mình em bình thường, em đâu có điên đâu chị. Em thấy em không có gì điên. Em không nói gì lui là em sẽ bị phạt đó. Bạn hiền quá nên không thể điên được ạ. Đừng có bênh vực. Bây giờ không trả lời là bị phạt. Thực sự là không có chị. Bị phạt 10 cái sục dầu cho tôi, đứng lên. 5 cái thôi chị. Không có, tôi là 10 cái, 5 cái thì em lên thục 5 cái cho vui. Hai đứa lên cùng thục đứa 5 cái, lên. Em hỗ trợ bạn không? Hỗ trợ 5 cái, tao mặc áo đầm bắt ra thục cũng hơi tội. Kệ, cô giáo Tường ác lắm mà xưa đi học. Trời ơi, cô giáo. 1, 2, 2, Chuyên ương thục dầu. 3, 4, 5. Rồi được rồi, ủa sao được rồi em, ta phụ mình 5 cái rồi cưng, về chỗ đi. Trời ơi, cô này cô hiền dữ vậy trời. Rồi bây giờ đói bụng rồi ha, thục dầu mệt rồi ha. Dạ. Thì các bạn sẽ được thưởng thức món ăn ngon do chị Tường đã đặt sẵn cho các bạn. Xin mời. Rồi, trước mặt hai bạn là món cơm kim chi và món cơm bò chua ngọt. Chị Tường đã gọi điện đem tới cho hai bạn. Đây là cái món những thức ăn nhanh để sau này mình có thể mình đang đi chơi hẹn hò đâu hoặc đi picnic đó, mình có thể điện thoại là trong vòng hả, chỉ cần 15 phút thôi là người ta giao đến cho mình luôn. Có số điện thoại hotline trên này luôn nè, 0286275 4069. Ở còn nếu mình muốn trực tiếp á, mình có thể chạy ra 219 Đệ Thám, quận Nhất, phường Phạm Ngũ Lão á, là mình mua trực tiếp ở đó rồi mình đem theo. Cái này gọi là take away á, mua xong đem về. Mời 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 cuối ra ăn đi, còn nóng hổi luôn nè. Đó rồi, mở ra, mở ra ăn đi em. Ăn rồi mình tâm sự với nhau nha. Cho các bạn bù lại, hồi nãy tôi phạt các bạn nặng quá, tôi cho các bạn ít phút để trò chuyện một chút xíu nữa Tường sẽ quay trở lại nha. Rồi anh ơi, em thấy em nhuộm tóc vậy rồi có phù hợp với cái người mà coi như anh? Theo anh thì nhuộm tóc không rẻ rạc quá, nhuộm tóc gọi là nhẹ thôi thì nó sẽ đẹp hơn. Anh không thích người con gái mà rẻ rạc quá. Tại đẹp. Vì hồi trước kia, nói chung là em cũng để tóc màu đen á, em để hoài luôn, em chỉ mới nhuộm gần đây thôi. Em thấy em để tóc màu đen thì cái mặt em nó hơi tối á, nhìn cứ u buồn sao á. Ủa anh làm vậy anh đi đường xa á, nếu mà anh hay đi vậy á thì nói chung là có cái thời gian rảnh không? Mỗi tuần thì anh được nghỉ một ngày, lễ thì anh vẫn luôn được nghỉ. Anh thì thường làm đổi ca, tháng ca đêm, tháng ca ngày. Nếu mà đổi ca thì chắc mệt lắm anh. Tại vì hồi trước thì em cũng có hay làm ca á, nên em cũng biết. Xong rồi sau này vì ông sức khỏe không đủ nên em xin đi giờ hành tránh. Em thấy anh cũng hiền. Em cũng vậy. Nói chung là theo cái yêu cầu của em thì chắc được 70% rồi, 80%. Cảm ơn em. Anh cũng vậy. Em nghĩ gì về tình yêu? Em nghĩ là tình yêu thì nên chung thủy. Em không thích là coi như đang quen hình này nhưng mà anh vẫn còn suy nghĩ về người khác. Điều đó em không thể là chấp nhận được. Anh cần một người là hiểu mình, biết chia sẻ trong cuộc sống. Chứ anh không thích một người con gái như thời 9X bây giờ người ta gọi là thả thính ấy. Em cũng đâu bao giờ thả thính đâu anh. Thiệt. Vậy nên tới bây giờ em vẫn còn ế đó. Ủa anh sinh bao nhiêu? Sinh năm 90. Còn em? Em 94 anh ơi. Hợp rồi đó. Ba mẹ anh có khó không? Ba mẹ anh thì cũng dễ lắm. Quan trọng là anh là theo em thì khi nào mình có thể tiến tới hôn nhân được?
phải khoảng cỡ 1-2 năm nữa anh. Tại vì hiện tại của em á, là em bỏ con đang để tang cho nội nên em không. Theo anh thì cũng khoảng 1 năm. Rồi nãy giờ tâm sự nhau được thêm được nhiều không? Dạ được. Hiểu cảm nhận về bạn ấy nhiều hơn. Nhưng mà bạn ấy có vẻ hơi rụt rè, em thấy như thế nào? Không sao. Bạn ấy lần đầu bạn mới biết yêu nên là như vậy chị. Và bây giờ là đến lúc quan trọng nhất của chương trình. Bây giờ trước khi mà chúng ta quyết định bấm nút hẹn hò với nhau, hai bạn còn điều gì muốn nói với nhau nữa hay không? Hãy nói lên cảm nhận của mình, suy nghĩ của mình về lần đầu tiên gặp mặt. Đến với chương trình anh có một món quà. Đây là một cuốn sổ Hãy sống là chính mình. Và bên trong là những trang giấy trắng. Và những gì em suy nghĩ, tâm sự của em khi mà không chia sẻ được với ai, em có thể viết lên đó. Em cũng có một món quà em muốn tặng người đối diện. Cũng cả tâm ý của em luôn á chị. Em làm hả hay sao? Dạ em tự em làm. Đẹp quá chị Cát Tường ơi. Thiêu quá hả trời, chị Tường nói lên cái ý nghĩa em muốn bạn đó đi với em hết quãng đời còn lại. Nhưng mà nó vẫn còn thiếu một phần đó chị. Thiếu cái gì? Nó thiếu cái kim đồng hồ. Thiếu cái kim đồng hồ? Tại sao em không theo cái kim đồng hồ? Em muốn bạn đó hoàn thành nửa con lại. Cái đó là chỉ là rách vô thôi chị. Bạn ấy muốn em đi với bạn ấy hết cả cái quãng đời còn lại. Và nếu em làm được điều đó em hãy gắn cái kim đồng hồ vào. Thiêu hết rồi và chỉ mua cái kim đồng hồ gắn vô thôi. Rất ý nghĩa và bức tranh rất đẹp. Đây là một cô gái rất là tỉ mỉ và rất sâu sắc. Mặc dù chưa yêu lần nào nhé. Đến lúc chúng ta sẽ quyết định nha. Hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Nếu chúng ta thật sự có rung động với đối phương thì mới bấm nha. 1 2 3 Hết thời gian, rất nhanh lẹ và rất là nhịp nhàng với nhau. Mời hai bạn hãy về đứng chung một phía. Hãy nắm chặt tay nhau đi nào. Chúc mừng hai em nha. Và đây chị Tường xin gửi tặng hai bạn một chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc hai bạn có một không gian xem phim thật là thoải mái. Tất cả mọi người ơi, nếu ai đang còn mong muốn tìm kiếm một nửa của mình mà đang hoang mang giữa dòng đời tấp nập như thế này, hãy tìm đến Cát Tường, tìm đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa quý vị nhé. Và hãy nhớ đón xem chương trình vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media hoặc là trên fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại tuần sau các bạn nha.